Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong bài ôn tập cuối học kỳ 2. Phần đầu tiên là phần kiểm tra đọc, một nhỏ đọc thành tiếng. Với phần một nhỏ đọc thành tiếng này, các em sẽ thực hiện các yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc Robot ở quanh ta, trang 114 trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi. Bài đọc cho biết robot được con người chế tạo đã có khả năng làm những việc gì? Với câu hỏi thứ nhất, đọc thành tiếng bài đọc thì các em sẽ mở sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài đọc Robot ở quanh ta, trang 114, và các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ đúng dấu câu. Tiếp theo, sau khi đọc xong bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi. Bài đọc cho biết robot được con người chế tạo đã có khả năng làm những việc gì? Với câu hỏi này, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thấy rằng trong bài đọc thì robot được con người chế tạo đã có thể di chuyển vật nặng, có thể chữa cháy, cứu nạn, thăm dò vũ trụ, khám phá đại dương. Ngoài ra thì robot còn giúp chúng ta được những công việc hàng ngày như là rửa bát, quét nhà, bán hàng. Đây là đáp án đúng ở trong câu hỏi của phần một nhỏ đọc thành tiếng. Các em sẽ lưu ý đáp án này giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần hai nhỏ đọc hiểu. Với phần này, các em sẽ đọc bài đọc Hành trình của hạt mầm. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Hành trình của hạt mầm, trích. Mảnh đất ẩm ướt bao phủ tôi, nơi đây tối om. Tôi thức dậy khi những hạt mưa rơi xuống mặt đất chật chội. Lúc ấy, tôi bắt đầu tò mò. Tôi tò mò về độ lớn của bầu trời, tò mò về mọi thứ ngoài kia. Trời lại đổ nhiều mưa hơn. Những giọt mưa mát lạnh dội vào người tôi, thật thoải mái. Sau cơn mưa ấy, tôi đã cố gắng vươn lên được một chút. Giờ đây, tôi đã có một chiếc áo màu xanh khoác trên người. Sau một tuần, tôi đã làm một mầm cây. Sự khởi đầu to lớn của cuộc đời tôi. Trên người tôi giờ có một chiếc lá xanh, xanh mát. Bây giờ tôi biết được thế giới bên ngoài. Bầu trời bao la, rộng lớn, có màu xanh biếc xinh đẹp. Mát lạnh những giọt mưa, mát lạnh những giọt nước mọi người dành cho tôi. Nhưng những điều ấy không phải tất cả tôi cần. Tôi cũng cần tình yêu thương quý báu của con người. Bài đọc của tác giả Tiệp Quyên. Như vậy, cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Hành trình của hạt mầm. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Bài 1. Nhân vật tôi trong câu chuyện là ai? Đáp án A. Đất. Đáp án B. Hạt mầm. Đáp án C. Hạt mưa. Và đáp án D. Bầu trời. Với bài tập số 1 thì dựa vào nội dung bài đọc cô vừa đọc cho các em nghe, các em sẽ thấy rằng nhân vật tôi trong câu chuyện là hạt mầm. Các em sẽ chọn đáp án B trong bài tập số 1. Bài 2. Hạt mầm tò mò về điều gì? Đáp án A. Độ lớn của bầu trời. Đáp án B. Thế giới bên ngoài. Đáp án C. Thế giới loài người. Và đáp án D. Độ lớn của bầu trời và thế giới bên ngoài. Với bài tập số 2, các em sẽ dựa vào câu văn trong bài đọc. Đó là câu: tôi tò mò về độ lớn của bầu trời, tò mò về mọi thứ ngoài kia. Như vậy, đáp án đúng ở trong bài tập số 2 đó là đáp án D, hạt mầm tò mò về độ lớn của bầu trời và thế giới bên ngoài. Các em sẽ chọn đáp án D. Bài 3. Điều hạt mầm thực sự cần là gì? Đáp án A. Ánh nắng ấm áp. Đáp án B. Những giọt mưa mát lạnh. Đáp án C. Tình yêu thương của con người. Và đáp án D. Không khí trong lành. Với bài số 3, các em sẽ dựa vào những câu văn cuối cùng trong bài đọc. Nhưng những điều ấy không phải tất cả tôi cần. Tôi cũng cần tình yêu thương quý báu của con người.
Như vậy đáp án đúng ở trong bài tập số 3, điều hạt mầm thực sự cần đó là tình yêu thương của con người. Kem sẽ chọn đáp án C trong bài 3. Bài 4. Hãy tìm và viết lại hai từ có nghĩa giống với từ xanh trong bài đọc. Với bài tập số 4 thì Kem sẽ thấy rằng trong bài đọc sẽ có hai từ có nghĩa giống với từ xanh, đó là từ xanh mát và từ xanh biếc. Kem sẽ viết các từ này xuống dưới phần ô chấm của bài tập số 4. Bài 5. Em hãy điền từ ngữ chỉ đặc điểm thích hợp với các hình ảnh sau. Với bài tập số 5 thì Kem sẽ quan sát các hình ảnh ở phía bên dưới của bài tập. Sau đó thì Kem sẽ viết xuống phía dưới đặc điểm thích hợp với các hình ảnh. Hình ảnh thứ nhất, Kem thấy hình ảnh bầu trời trong xanh, quang đãng. Vậy thì các em sẽ viết xuống phía dưới đặc điểm hình ảnh này, đó là trời có nắng. Các em sẽ ghi từ nắng ở dưới ô trống thứ nhất. Với hình ảnh thứ hai thì các em sẽ thấy trên bầu trời có những giọt mưa. Vậy các em sẽ viết xuống phía dưới ô trống thứ hai, đó là từ mưa. Hình ảnh thứ ba, các em thấy có một mảnh đất rất khô cằn, cằn cỗi. Vậy các em sẽ viết xuống phía dưới từ cằn cỗi. Bài 6. Hãy gạch chân dưới hình ảnh so sánh trong bài thơ dưới đây và điền vào bảng sau sao cho thích hợp. Những ngôi sao trên trời như cánh đồng mùa gặt, vàng như những hạt thóc phơi trên sân nhà em. Vầng trăng như lưỡi liềm ai bỏ quên giữa ruộng, hay bác thần nông mượn của mẹ em lúc chiều. Bài đọc theo trăng lưỡi liềm của Nguyễn Hưng Hải. Trước tiên thì các em sẽ chỉ ra những hình ảnh so sánh có trong bài thơ, đó là những hình ảnh sau. Đầu tiên, những ngôi sao trên trời thì được so sánh với như cánh đồng mùa gặt và được so sánh với vàng như những hạt thóc. Tiếp theo, đó là hình ảnh so sánh vầng trăng như lưỡi liềm. Dựa vào những câu thơ có hình ảnh so sánh này thì các em sẽ điền vào trong bảng ở bên cạnh. Trong bảng sẽ gồm có 3 cột. Cột thứ nhất là sự vật 1, cột thứ hai từ so sánh và cột thứ ba sự vật 2. Dựa vào kiến thức mà các em đã học về biện pháp so sánh thì các em sẽ xác định và điền được các từ vào trong các ô trống như sau. Trước tiên, với hình ảnh so sánh những ngôi sao trên trời như cánh đồng mùa gặt thì các em sẽ thấy có sự vật 1, đó là những ngôi sao. Những ngôi sao thì sẽ được so sánh với từ so sánh là từ như. Và sự vật 2 là sự vật được so sánh, đó là cánh đồng. Sự vật 2 là sự vật được so sánh, đó là cánh đồng và mùa gặt. Tiếp theo, với hình ảnh thứ 2, những ngôi sao trên trời được so sánh là vàng như những hạt thóc. Vậy thì các em sẽ viết ở hàng ngang thứ hai, sự vật 1, đó là những ngôi sao. Từ so sánh thì vẫn là từ như. Còn sự vật 2, sự vật được so sánh, đó là những hạt thóc. Và tiếp theo ở dòng thứ 3, các em sẽ viết dựa vào hình ảnh so sánh vầng trăng như lưỡi liềm. Thì sự vật 1, đó là vầng trăng. Từ so sánh là từ như. Và sự vật 2, sự vật được dùng để so sánh, đó là lưỡi liềm. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 7. Em hãy điền dấu câu thích hợp vào ô trống. Với bài tập số 7 thì các em sẽ quan sát một đoạn văn, trong đó có các ô trống còn thiếu các dấu câu. Các em sẽ điền vào để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Câu thứ nhất, ô trống nằm ở cuối câu, người khổng lồ nọ có vườn hoa rất rộng. Đây là một câu kể, cuối câu kể thì các em sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Câu thứ hai, đó là trong vườn muôn hoa đua sắc, quả sai trĩu cành, chim ríu rít hát ca. Trong câu này có 4 ô trống. Ô trống thứ nhất được sử dụng để ngăn cách giữa thành phần phụ với thành phần chính trong câu. Đó là trong vườn chỉ địa điểm và ngăn cách với thành phần chính thì các em sẽ sử dụng dấu phẩy. Tiếp theo thì các em sẽ sử dụng dấu phẩy. Dấu phẩy có tác dụng là để ngăn cách giữa các từ cùng chỉ sự vật ở trong câu.
Và cuối câu này thì các em sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu. Tiếp theo trong câu, một dạo cứ tan học là bọn trẻ lại đến vườn hoa chơi đùa thỏa thích. Trong câu này thì trước tiên các em sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa thành phần chính và thành phần phụ trong câu và dấu chấm để kết thúc câu. Câu tiếp theo, nhưng để khẳng định đây không phải là vườn hoa công cộng, người khổng lồ đuổi lũ trẻ đi, xây tường lên thật cao, rào kín không cho ai nhòm ngó, ra vào. Trong các ô trống tiếp theo này các em sẽ sử dụng dấu phẩy. Dấu phẩy ở đây thì sẽ có tác dụng để ngăn cách các từ cùng chỉ hoạt động ở trong câu. Sau khi điền xong các dấu câu thì chúng ta sẽ có một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Người khổng lồ nọ có vườn hoa rất rộng. Chấm. Trong vườn, phẩy, muôn hoa đua sắc, phẩy, quả sai trĩu cành, phẩy, chim ríu rít hát ca, chấm. Một dạo, phẩy, cứ tan học là bọn trẻ lại đến vườn hoa chơi đùa thỏa thích. Chấm. Nhưng để khẳng định đây không phải là vườn hoa công cộng, người khổng lồ đuổi lũ trẻ đi, phẩy, xây tường lên thật cao, phẩy, rào kín không cho ai nhòm ngó, phẩy, ra vào. Đoạn văn sưu tầm. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 8. Em hay đặt câu cảm và câu khiến cho các trường hợp dưới đây. Ý A, bạn An đạt giải nhất cuộc thi toán cấp huyện. Trong trường hợp này thì chúng ta sẽ đặt một câu cảm để bộc lộ cảm xúc khen ngợi hoặc là ngưỡng mộ với bạn An khi bạn An đạt giải nhất cuộc thi toán cấp huyện. Và cô sẽ có một câu, đó là bạn An thật là giỏi. Trong câu này thì các em sẽ thấy có từ bộc lộ cảm xúc, đó là từ thật. Tiếp theo ở ý B, em muốn bạn cùng lớp đi học đúng giờ. Trong trường hợp này thì các em sẽ viết một câu khiến nêu yêu cầu đề nghị để bạn đi học đúng giờ. Đó là câu, từ mai bạn hãy đi học đúng giờ nhé. Ở trong câu này thì các em sẽ thấy có từ nêu yêu cầu đề nghị, đó là từ hãy, từ nhé. Và cuối cùng ở ý C, khi cô giáo và các bạn trong lớp đã tổ chức sinh nhật cho em thì các em sẽ có thể nói một câu cảm để bộc lộ cảm xúc vui mừng, xúc động, đó là em rất cảm động. Đây là những câu cảm và câu khiến trong các trường hợp mà các em có thể tham khảo để đặt câu phù hợp. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang phần kiểm tra viết, phần một nhỏ chính tả. Với phần này các em sẽ đọc nội dung đoạn trích mặt trời sau mưa, sau đó thì các em sẽ viết đoạn trích sang phía ô trống bên tay phải của vở bài tập. Trước tiên cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung đoạn trích. Mặt trời sau mưa. Ngủ trốn mưa mấy hôm, bữa nay dậy sớm thế, tròn như chiếc mâm cơm, chui lên từ ngấn bể. Đoạn thơ sưu tầm. Như vậy thì cô đã vừa đọc cho các em nghe nội dung đoạn trích mặt trời sau mưa. Các em sẽ viết đoạn trích sang phần ô trống phía bên tay phải vở bài tập. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ tập làm văn. Viết đoạn văn kể về một sự việc để lại cho em ấn tượng trong năm học vừa qua. Với bài tập này thì các em sẽ nhớ xem trong năm học vừa qua thì có sự việc gì đã để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Và sự việc đó thì diễn ra như thế nào? Cảm xúc của em khi đó ra sao? Dựa vào phần gợi ý này thì cô sẽ có một đoạn văn mẫu để các em tham khảo như sau. Trong năm học vừa qua, điều để lại nhiều ấn tượng cho em nhất đó là cả lớp chia tay bạn Dương để bạn chuyển sang trường mới. Em và các bạn có tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ tại lớp. Mọi người cùng nhau nói chuyện, chụp ảnh với Dương làm kỷ niệm. Điều làm em bất ngờ nhất đó là Dương đã ôm em và nói rằng tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều. Và em đã khóc khi nghe câu nói đó của Dương. Em cảm thấy rất buồn khi phải xa người bạn thân nhất của mình. Đây là một đoạn văn mẫu của cô nói về một sự việc để lại ấn tượng cho bạn nhỏ trong năm học vừa qua. Đó là cả lớp của bạn nhỏ phải chia tay bạn Dương để bạn chuyển sang một trường học mới. Các em sẽ dựa vào phần gợi ý của cô cũng như đoạn văn mẫu này để các em có thể viết được một đoạn văn hoàn chỉnh. Sau đó thì các em sẽ trình bày vào phần ô trống ở trong vở bài tập của phần tập làm văn. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé.
Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong bài ôn tập cuối học kỳ 2. Đây cũng là bài tập cuối trong cuốn Bài tập hàng ngày Tiếng Việt 3 tập 2 kết nối tri thức với cuộc sống. Cô chúc các em thời gian tới sẽ ôn tập thật tốt và có kết quả thật tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 các em nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.